gì? Bỏ một người ngủ đâu? Một người canh ở đó thôi, hai người canh ở đó thôi, nằm ngủ la liệt dưới đất á. Dưới đất luôn hả? Nằm ngay đó là không có nằm á. Còn bao nhiêu rồi, nếu mà muốn ở lại thì ra ngoài nhà trọ ngủ, xong rồi tối là sáng lại vô. Mà vô đâu được ngồi trong đó đâu. Đang ở bên đó về đây vô thành phố thấy ngột ngạt quá đúng không? Xe đông vậy rồi, nó về cũng ở thành phố mà. Không, ở đó cũng lâu rồi mới về đây á, thấy nó thấy khó chịu. Nó mệt. Thoải mái. Bảo cho em mà mỗi lần mà đi chơi mà giống như cuối giờ ra làm đi chơi á, giờ ra biển á, nó chạc giống vậy nè, mà xe không à?